chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay miền Bắc chìm trong sương mù dày đặc. Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn nhận định hiện tượng này có nhiều điểm bất thường. Phong trào nuôi chồn nhung đen đang nở rộ tại nhiều địa phương trên cả nước. Loài sinh vật ngoại lai này tuy không gây hại, nhưng nếu nuôi tràn lan và thiếu kiểm soát chặt chẽ có thể gây ra nhiều hệ lụy. Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS ngày 1 tháng 12 cùng đến với những câu chuyện kỳ diệu của những đứa trẻ bất hạnh nhiễm HIV từ bố mẹ của mình. Trong phần tin quốc tế, COP18 bắt đầu nóng dần lên với những cảnh báo gay gắt của Liên Hợp Quốc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của các quốc gia. Ngay sau khi Palestine được Liên Hợp Quốc công nhận là nhà nước quan sát viên, Israel tuyên bố sẽ xây dựng thêm nhà định cư tại vùng chiếm đóng Đông Jerusalem để trả đũa. Mặc dù đã xuất hiện ở miền Bắc từ một vài ngày trước, nhưng đến sáng ngày hôm nay, người dân mới thực sự bất ngờ trước sự bao phủ dày đặc của sương mù. Tồn tại trong nhiều giờ đồng hồ, hiện tượng thời tiết này đã gây nhiều ảnh hưởng đến giao thông cũng như đời sống của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hà Nội trong sáng nay. Bây giờ đã là 8 giờ 34 phút, nhưng mà có thể nhận thấy là lượng sương mù vẫn bao phủ dày đặc khắp thành phố. Và chỉ từ tôi đến cách xa khoảng 50 mét thôi là khó có thể nhận thấy bất kể một vật gì. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giao thông, cũng như là khó khăn đi lại cho người dân. Tại các tuyến đường giao thông ở thủ đô, các phương tiện phải di chuyển chậm do sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Nhiều xe vẫn phải sử dụng đèn chiếu sáng. Mưa bụi xuất hiện kết hợp với sương mù khiến mặt đường trơn trượt, dễ xảy ra va chạm giao thông. Nhưng mà tôi thấy hôm nay là nó nhiều hơn một hôm nhiều mà nói chung là về giao thông thì nó khó khăn mình tí, thì mưa gió trơn nghĩa là đi lại nó khó. Tại một số khu vực như Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, các công viên, lượng người đi tập thể dục buổi sáng giảm đáng kể. Nhất là ông bà già hôm nay chẳng có ai, và hôm giờ này vẫn nhiều lắm. Chúng tôi đau đầu lắm. Ông ong nhưng mà tôi cố ra tập cho đỡ đau. Vì thở cũng khó chịu, thở cảm thấy nặng hơn vì độ ẩm của nó cao. Các chung cư cao tầng ở Hà Nội bị sương mù giăng kín, nhiều tòa nhà gần như không nhìn thấy đỉnh. Hiện tượng này kéo dài cho đến tận 11-12 giờ trưa. Tại các tỉnh miền núi, nhất là vùng thung lũng không có gió, sương mù dày đặc và duy trì cả ngày lẫn đêm. Sương mù tràn vào nhà dân gây khó khăn cho sinh hoạt, quần áo không khô, lúa ngô bị ẩm mốc. Những gì diễn ra ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong sáng nay và những ngày qua được cho là có nhiều điểm bất thường. Rất là hiếm gặp vào cái thời kỳ này. Cái tình trạng này thường là hay gặp vào tháng 2 và tháng 3, tức là vào dịp Tết âm lịch thì vẫn hay gặp, nhưng mà năm nay nó có những cái khác biệt, tức là giữa các cái đợt không khí lạnh thì nó có một cái tình hình thái là không khí lạnh nó biến tính và mang lại một cái hơi ẩm rất lớn ở ngoài biển đưa vào, gặp cái mặt đất lạnh và ngưng kết, tạo ra một cái sương mù bình lưu rất là lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết sương mù chỉ tồn tại nốt ngày hôm nay. Từ chiều tối nay, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh có cường độ rất mạnh, khiến trời mưa rông, nhiệt độ giảm khoảng 3 đến 5 độ so với ngày hôm nay, trời rét về đêm và sáng. Chiều qua 30 tháng 11, một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực gần biên giới Lào-Việt thuộc hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngày hôm nay trao đổi với phóng viên VTC14, tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, đây là trận động đất nằm trên đới đứt gãy Rào Nậy, vị trí xảy ra tại khu vực nước bạn Lào và không ảnh hưởng đến Việt Nam. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 18,65 độ Vĩ Bắc, 104,81 độ Kinh Đông trên khu vực địa phận nước Lào, gần biên giới Lào-Việt Nam, giáp danh với các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp 4, theo thang MSK-64 ở khu vực đứt gãy Rào Nậy. Đứt gãy Rào Nậy chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, chạy từ Lào về địa phận Hà Tĩnh, cách Vũng Áng 35 km về phía Tây Nam. Theo các chuyên gia về động đất, đứt gãy Rào Nậy có thể gây động đất cực đại 6 độ Richter. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Hiện nay tại khu vực thủy điện sông Chanh 2 thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có 5 trạm quan trắc động đất. Tuy nhiên hoạt động của hệ thống còn rất hạn chế do hệ thống đường truyền internet chưa được lắp đặt. Điều này sẽ được khắc phục trong tuần tới khi Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu xây dựng đường truyền internet từ các trạm đo về các xã chịu ảnh hưởng của động đất.
Thực tế chỉ có một trạm đo động đất trong 5 trạm tại đập chính thủy điện Sông Chanh 2 ghi nhận kết quả, kết nối và truyền tín hiệu về Viện Vật lý Địa cầu. Các trạm quan trắc còn lại được lắp đặt tại các xã Trà Nú, Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Trà Mai, huyện Nam Trà My và Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. Không ghi nhận được tín hiệu nên khi có động đất xảy ra phải dùng thiết bị kết nối Internet không dây hoặc biện pháp chép số liệu thủ công do một số xã vẫn chưa có sóng điện thoại. Điều này làm ảnh hưởng tới việc đưa ra thông báo động đất khẩn cấp để kịp thời di dân cũng như khó khăn trong công tác quan trắc nghiên cứu. Dự kiến ngày 7 tháng 12 sắp tới, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam sẽ làm việc với đại diện của Viện Vật lý Địa cầu để thông qua kế hoạch thiết lập đường truyền Internet cho các trạm quan trắc động đất một cách cụ thể. Chi phí thiết lập đường truyền Internet do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ. Chính phủ vừa ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm ngư. Theo quy định mới, và một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng kiểm ngư là tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên vùng biển theo quy định của pháp luật. Theo nghị định này, lực lượng kiểm ngư sẽ thực hiện chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Bên cạnh đó, tuần tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài, hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Trong những trường hợp khẩn cấp, cần thiết phải tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành lệnh điều động, đề nghị Bộ trưởng các bộ liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh huy động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn các hành vi vi phạm. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2013. 1-2 năm trở lại đây, người dân nhiều địa phương trên cả nước đua nhau nuôi một loài gặm nhấm có cái tên chồn nhung đen. Đây là giống vật nuôi chỉ ăn cỏ và các loại rau, củ quả bình thường, dễ nuôi, khi bán thì được giá cao nên nó được ví như thứ giúp người nghèo đổi đời. Tuy nhiên, khi nhiều hộ nông dân còn lúng túng tìm đầu ra cho cả triệu con chồn, thì theo cảnh báo của nhiều chuyên gia, loài gặm nhấm này lại có thể trở thành mối đe dọa với sinh thái, giống như trường hợp của ốc bươu vàng, rùa tay đỏ và hải ly trước đây. Ngọn mía, lõi ngô hay cỏ đuôi voi, những thứ đó được bà Đào Thị Ánh ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng chuẩn bị để cho đám chồn nhung đen. Đã 2 năm nay, công việc chính của người nông dân này không còn là đồng áng mà quay quần bên đàn chồn nhung. Không mất nhiều công sức như nghề làm ruộng, nuôi chồn nhung, bà Ánh chỉ việc tận dụng những phế phẩm nông nghiệp là đã có thể đảm bảo cho sự sinh trưởng của cái loài ăn tạp này. Nói chung là những cái thức ăn thừa của người, những cái già, su hào, lá bắp cải, tất cả các loại củ quả, cà rốt đều tận dụng cho chồn ăn được. Cũng như bà Ánh, nông dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay Thái Nguyên đang coi mô hình nuôi chồn nhung đen là cách thoát nghèo. Và trên thực tế, đã có nhiều gia đình thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ việc nuôi bán con giống. Nhưng nhiều quá, hóa nguy. Bằng chứng là trên thực tế chưa có một nhà hàng nào phục vụ thịt chồn và cũng chưa có doanh nghiệp nào thu mua. Nên giờ đây, việc sở hữu cả nghìn con chồn thương phẩm trở thành nỗi lo của những người nông dân. Ngày trước thì em đầu tư là 100 đôi chồn, thì cái giá ngày ấy là 2 triệu 3 một cặp, cao hơn giá bây giờ rất nhiều. Bởi vì bây giờ khi người ta tìm hiểu thì nuôi nó phát triển cái giá thành nó xuống. Con này mới có 3 năm, tức là một cái giai đoạn đầu nó vô cùng ngắn ngủi. Và cũng vì thế nó rất đắt. Đắt thì mọi người phải nhân ra. Nhân ra thì vừa cũng không chưa dám ăn. Nuôi dễ, sinh sản nhiều hơn cả chuột là hai đặc tính nổi bật của con chồn nhung đen. Mỗi năm, một con cái có thể cho ra đời 5 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 7 con. Tốc độ phát triển gần như theo cấp số nhân, khiến cho một cặp chồn chỉ sau 1 năm đã nhân giống lên đến hàng trăm cặp. Tuy đã được chứng minh là hiền hơn chuột và không nằm trong nhóm sinh vật ngoại lai xâm hại, nhưng theo các chuyên gia của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,
thì người nông dân vẫn phải cẩn trọng trong việc nuôi cũng như kiểm soát đối với loài gặm nhấm này. Khi mà đã biết đây nó là trong cái bộ chuột, đúng không? Bộ gặm nhấm, thì tất cả những cái loài trong cái bộ này, cái tốc độ sinh sản của nó cũng rất là nhanh, tuyệt đối là không có được để những cái loài ngoại lai sổng ra ngoài thiên nhiên. Đấy là việc tối kỵ. Đã có một thời gian, cả người nông dân lẫn các nhà khoa học đã rất háo hức với ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, rồi hải ly. Nhưng sau đó, người ta đã tá hỏa vì chúng sinh sôi quá nhanh, rồi đe dọa đến môi trường sinh thái. Câu chuyện tương tự rồi cũng có thể xảy ra với trào lưu nuôi chồn nhung đen ở Hải Phòng hay ở nhiều tỉnh thành khác hiện nay. Khi đầu ra chưa ổn định và số lượng thì không thể kiểm soát, những con chồn đen này chưa biết có là vận đỏ thực sự của người nông dân hay không. Để tạo thuận lợi tối đa cho hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày hôm nay, ga Hà Nội đã chính thức bán vé tàu Tết. Năm nay, ga Hà Nội bán vé dưới 3 hình thức. Năm nay, ngoài hình thức bán vé tại ga qua tin nhắn, ga Hà Nội còn tổ chức bán vé qua điện thoại và giao vé tận nhà để ngăn ngừa tình trạng cò mồi, phe vé trong dịp Tết. Ngày đầu tiên, ga Hà Nội tổ chức bán vé tàu Tết diễn ra khá suôn sẻ. Tình trạng lộn xộn, chen lấn, tranh nhau mua đã không xảy ra trong sáng nay. Ga Hà Nội cho biết, ngày đầu bán vé tàu Tết, tỷ lệ hành khách gọi điện thoại yêu cầu giao vé tại nhà khá lớn. Số lượng vé bán trong ngày đầu tiên chiếm tới 4-5% tổng số vé tàu Tết. Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải quy định, các hành khách đi mua vé tàu Tết phải mang theo chứng minh nhân dân để ghi tên, số chứng minh thư vào vé. Cục này cũng quy định, hành khách đã mua vé nhưng sau đó trả lại, vé sẽ bị khấu trừ 30%. Liên quan đến công trình cầu Cần Thơ, để theo dõi về dư chấn, độ rung cầu, tốc độ gió cũng như các hoạt động về giao thông trên cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á này, hiện các cán bộ kỹ thuật của Nhật Bản đang thi công lắp đặt hệ thống quan trắc và camera trên cầu. Đây là một bộ phận trong dự án cầu Cần Thơ, các thiết bị và thi công đều do phía nhà thầu Nhật Bản đảm nhiệm. Khi thi công xong, họ chuyển giao và công ty sử dụng khai thác. Theo công ty hỗ trợ lắp đặt thiết bị Việt Nam, việc thi công dẫn cáp và các công đoạn khác xung quanh hệ thống quan trắc và camera làm việc gần một tháng nay. Đến nay có ít nhất 5 trụ quan trắc được lắp đặt trên cầu Cần Thơ và 3 camera lắp đặt trên 2 trụ tháp chính. Cầu Cần Thơ là cây cầu huyết mạch, góp phần thông thương tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi về thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc sẽ giúp các cơ quan chức năng quản lý các tác động của tự nhiên lên hệ thống cầu, đồng thời giúp quản lý các phương tiện giao thông lưu thông trên cầu dễ dàng hơn. Chuyển sang những thông tin về y tế, sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 12, Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giai đoạn 2 với tổng kinh phí hơn 1.200 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là bệnh viện có quy mô lớn nhất cả nước, còn chất lượng dịch vụ tương đương với các bệnh viện lớn trong khu vực Đông Nam Á. Theo thiết kế, giai đoạn 2 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được xây dựng trên diện tích 70.000 m2, quy mô 18 tầng với 700 giường bệnh. Tổng vốn xây dựng giai đoạn này là 1.266 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cùng với giai đoạn 1 hiện đang trong quá trình hoàn thiện, một bệnh viện có quy mô 1.400 giường với chất lượng dịch vụ tương đương các bệnh viện lớn trong khu vực Đông Nam Á sẽ được hình thành. Tại buổi lễ khởi công, đại diện Bộ Y tế cho rằng đây là bệnh viện vệ tinh quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ, giúp giải quyết tình trạng quá tải cho các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bệnh viện còn có các khu dịch vụ khách sạn bệnh viện, dịch vụ cấp cứu bằng trực thăng và khu nghỉ ngơi cho người nhà bệnh nhân. Trong tương lai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai còn kết hợp với Bệnh viện quốc tế của Singapore, Malaysia, Thái Lan, phát triển thành một bệnh viện xứng tầm khu vực Đông Nam Á và là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, y học để áp dụng các tiến bộ hiện đại và phục vụ khám chữa bệnh. Dự kiến vào quý 2 năm 2014, giai đoạn 1 của bệnh viện sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Hôm nay, mùng 1 tháng 12, hàng loạt quốc gia khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS, căn bệnh mà chỉ trong năm ngoái đã cướp đi mạng sống của 1,7 triệu người. Với chủ đề hướng tới không còn người nhiễm mới HIV, Ngày phòng chống HIV/AIDS năm nay đưa ra thông điệp kêu gọi mọi người cùng nâng cao nhận thức về căn bệnh thế kỷ này. Tại Ấn Độ, các tình nguyện viên đang sửa tấm băng rôn màu đỏ. Bên trên có gắn những tờ giấy nhỏ ghi những dòng tâm sự, nhắn gửi của những người nhiễm HIV ở New Delhi, Ấn Độ. Chúng tôi hỗ trợ những người bị nhiễm HIV một thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh miễn phí. Họ cũng có quyền được tự do và hưởng tất cả các ưu tiên như những người khác.
Còn tại Đài Loan, học sinh và giáo viên của trường Trung học Thương mại và Công nghiệp Cai Nan trong trang phục màu đỏ xếp thành hình chiếc ruy băng, biểu tượng của Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Trong khi đó, các tình nguyện viên và người dân Berlin, Đức tập trung tại quảng trường Wittenbergplatz để kỷ niệm ngày 1 tháng 12. Còn tại Sydney, Australia, nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, chính quyền tại đây đã thiết kế một màn bắn pháo hoa đỏ rực đầy ngoạn mục. Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi HIV/AIDS được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới. Đến nay, theo thống kê của Liên Hợp Quốc, có khoảng 34 triệu người đang chung sống với HIV, trong đó 2,5 triệu người mới bị nhiễm vào năm 2011 và khoảng 30 triệu người khác chết vì căn bệnh này. Nhưng con số này cho thấy, dù y học thế giới đã tiến bộ đáng kể, dù đã có nhiều chiến dịch ngăn ngừa và chống lại HIV/AIDS, nhưng căn bệnh này vẫn là nỗi nhức nhối của cộng đồng. Tại Việt Nam, ngày hôm nay cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm phối hợp tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Tổng kết của Ban Chỉ đạo dịch HIV/AIDS cho thấy, trong 4 năm gần đây, Việt Nam đã được kiềm chế ở mức độ thấp, số người nhiễm mới đã giảm liên tục. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả bền vững khi tỷ lệ lây truyền khó kiểm soát, nhất là lây truyền qua đường tình dục đang gia tăng. Phát biểu tại lễ meeting, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và người dân tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh việc tăng cường chống kỳ thị với người nhiễm HIV, các ban ngành đoàn thể của Hà Nội cần tăng cường cung cấp các dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV, cần tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, có sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Người nhiễm HIV và kể cả những người có nguy cơ lây nhiễm cao cần được tạo điều kiện để sớm tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc hỗ trợ và điều trị. Điều này sẽ góp phần rất lớn trong việc làm giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Thực tế đã cho thấy, rất nhiều người mang virus HIV nhưng vẫn khỏe mạnh và có đóng góp cho cộng đồng. Nhưng đáng tiếc là người dân, do cảnh giác với HIV nên luôn có tâm lý né tránh, thậm chí là kỳ thị những người mang bệnh. Truyền thông thường ít phản ánh hoặc vô tình quên mất hình ảnh những người mang virus HIV có khả năng kéo dài sự sống, sống khỏe mạnh, thậm chí là chiến thắng căn bệnh này để làm việc và cống hiến cho xã hội. Trong một nỗ lực để truyền tải thông điệp, HIV không đồng nghĩa với cái chết. Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ những trẻ em nhiễm HIV từ khi mới lọt lòng. Nhưng sau 18 tháng tuổi, các em là người khỏe mạnh, hoàn toàn không có HIV trong người. Đó cũng có thể coi là những món quà kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng. Người ta thường nói rằng, ở đây, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Ba Vì, Hà Nội là nhà ga hạnh phúc của những đứa trẻ có HIV trước khi các em lên chuyến tàu về cõi vĩnh hằng. Sự thực thì không hẳn như vậy. Đây là bé Quỳnh Hoa và Đăng An. 18 tháng tuổi, xét nghiệm ở các cơ sở y tế đầu ngành cho thấy cả hai em là người khỏe mạnh, không còn virus HIV trong người. Trước đó, khi lọt lòng, giống tất cả các bạn ở đây, hai em đều giống nhau, có hát trong người. Trong hồ sơ được lưu lại ở trung tâm, cha mẹ của Đăng An, một đã không còn trên cõi đời này nữa, một thì cũng vì cùng cực mà bỏ em. Dù thân nhân đã biết em hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng em vẫn là phận trẻ bị bỏ rơi. Bé Quỳnh Hoa cũng vậy, trung tâm là người khai sinh cho em khi mới 3 ngày tuổi. Nhiều người thường hay nói, được sinh ra trên cõi đời này đã là điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng. Do cha mẹ các bé là người có HIV, nên từ khi còn là bào thai, cơ thể các em đã có cơ chế phòng vệ. Theo Y Văn, thì những trường hợp như thế này không phải là quá hiếm. Chỉ ngay ở trung tâm này cũng đã có nhiều trường hợp may mắn như vậy. Bé Vân, bé Văn và bé Dũng cũng đang có một tương lai tươi sáng. Sau khi xét nghiệm âm tính thì chúng tôi sẽ phải chuyển đi. Và chuyển đi thì cho con nuôi hoặc là về các cái trung tâm nuôi dưỡng mồ côi thì đều 6 tháng sau người ta phản hồi lại là sức khỏe, tình trạng của cháu rất là tốt, phát triển rất là bình thường, được học tập và coi như là theo dõi ở các cái trung tâm đó rất là tốt. May mắn chiến thắng HIV, Hoa và An sẽ có một cuộc sống khác. Nhưng khi còn ở đây, hai bé sẽ được chú ý một cách đặc biệt. Thứ nhất là vì khi trẻ chơi thì là có sự giám sát của mẹ. Thứ hai là về vấn đề mà khi có dịch nó bùng vãi ra phòng chơi thì là cũng phải kịp thời xử lý ngay
cái dịch. Cái thứ ba là khi mà trong quá trình vệ sinh thân thể cho trẻ thì những cái trẻ bị ngứa ngáy đấy thì ta cũng có cái dụng cụ vệ sinh riêng. Trước đây, ở Trung tâm Giáo dục Lao động số 2, nhiều đứa trẻ chỉ lưu lại trần thế trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng kể từ năm 2006, các mẹ đã không còn phải đưa tiễn chiếc lá non nào nữa. Sự quan tâm chăm sóc của các mẹ ở đây, cùng với những tiến bộ về y học đã cho các em tuổi thơ. Lớp học ở trung tâm những ngày cuối năm hơi se lạnh. Năm nay, Nguyễn Mai Phương 14 tuổi, vẫn khỏe mạnh và sắp thành thiếu nữ. Hòa và An rồi cũng sẽ đi dài hơn các bạn trong quãng đời sắp tới. Không phải ngẫu nhiên mà những sinh linh đáng yêu này được chào đời. Dù ngắn, dù dài, nhưng các em đều có quyền sống một cuộc sống tươi đẹp trong vòng tay nhân ái. Bởi ai cũng có quyền hy vọng. Tiếp tục với phần tin quốc tế, COP18 bắt đầu nóng dần lên với những cảnh báo gay gắt của Liên Hợp Quốc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của các quốc gia. Ngay sau khi Palestine được Liên Hợp Quốc công nhận là nhà nước quan sát viên, Israel tuyên bố sẽ xây dựng thêm nhà định cư tại vùng chiếm đóng đông Jerusalem để trả đũa. Australia áp dụng quy định sử dụng bao thuốc lá bằng đồng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số người hút thuốc. Trong cuộc họp báo bên lề hội nghị lần thứ 18 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP18 đang diễn ra tại Doha, Qatar, bà Christina Figueres, thư ký điều hành Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cảnh báo thế giới cần phải hành động khẩn cấp để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay trước khi quá muộn. Theo bà Christina Figueres, mặc dù trước đó các nước đã biết tới một danh sách dài các báo cáo khoa học về biến đổi khí hậu trong năm qua, nhưng phải tới những ngày gần đây mới xuất hiện những báo cáo cho biết thế giới không còn nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu giảm sự gia tăng nhiệt độ trái đất dưới 2 độ C nữa. Ngày càng có nhiều người hơn phải chịu đựng sự tác động của biến đổi khí hậu. Rõ ràng là thế giới cần bắt đầu cắt giảm nhanh và rõ rệt khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Mặc dù trong suy nghĩ của các quốc gia tham gia đàm phán tại hội nghị lần này đều thừa nhận thực tế đó, nhưng không phải quốc gia nào cũng ưu tiên vấn đề này vì lo ngại ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của họ. Lượng khí CO2 của thế giới đã tăng khoảng 3% trong năm ngoái, mà chủ yếu là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi. Hiện nay, các nước giàu muốn những nền kinh tế mới nổi và tăng trưởng nhanh như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil hành động mạnh hơn. Tranh cãi về trách nhiệm cắt giảm khí thải CO2 giữa những nước này sẽ đồng nghĩa với việc nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, một nguyên nhân mà các chuyên gia khí hậu Liên Hợp Quốc cho rằng sẽ gây thêm nhiều lũ lụt, hạn hán, nắng nóng và mực nước biển dâng cao. Một trong những mục tiêu chính của Hội nghị lần thứ 18 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP18 là tìm cách gia hạn Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Nghị định này bắt buộc phần lớn các nước phát triển giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống ít nhất là 5,2% trong giai đoạn 2008-2012 so với năm 1990. Tuy nhiên, Nga, Canada và Nhật Bản đã rút khỏi nghị định này và hiện chỉ còn lại nhóm do EU và Australia dẫn đầu. Riêng Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, chưa gia nhập nghị định ra đời từ năm 1997 này. Không đồng tình trước việc Palestine vừa giành thắng lợi ngoại giao quan trọng tại Liên Hợp Quốc, hôm qua chính quyền Israel loan báo sẽ xây dựng thêm 3.000 căn nhà định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng đông Jerusalem ở khu bờ Tây. Phát biểu với báo giới, một quan chức giấu tên ở Israel khẳng định chính thủ tướng Israel đã quyết định sẽ xây thêm 3.000 căn nhà ở đông Jerusalem ngay sau khi Palestine được Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên. Một nguồn tin khác của Israel cũng cho biết khu định cư mới có thể được xây dựng tại khu E1, khu hành lang chạy từ rìa phía đông của Đông Jerusalem tới khu định cư Ma'ale Adumin. Nếu được xây dựng, khu định cư mới này sẽ ngăn cách phần phía bắc của khu bờ Tây với phần phía nam, gây khó khăn cho việc thành lập nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. Quyết định trên được Israel đưa ra nhằm trả đũa việc Palestine vừa được đa số các thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đồng ý nâng cấp quy chế. Trước đó, Israel đã dừng dự án xây nhà định cư tại E1 như một phần cam kết theo lộ trình hòa bình Trung Đông của cộng đồng quốc tế năm 2003. Tuy nhiên, quyết định này của Tel Aviv đã vấp phải sự phản đối ngay từ chính đồng minh thân cận nhất là Mỹ. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ không đồng tình trước quyết định của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng Israel nên thương lượng với chính quyền Palestine nhằm đưa ra một giải pháp hòa bình thích hợp. Bên cạnh đó, chính quyền Palestine cũng lập tức lên án quyết định trên của Israel và gọi đây là hành động gây hấn của Tel Aviv chống lại nhà nước Palestine. Tiếp tục với các tin ván quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua.
Sáng qua, theo giờ địa phương, một vụ lở tuyết xảy ra ở khu vực Azaz, miền bắc Pakistan, dọc đường kiểm soát giữa Pakistan và Ấn Độ, làm ít nhất 3 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người mất tích. Chính quyền địa phương cho biết, tuyết rơi dày đặc đã gây ra 2 vụ lở tuyết. Một bức tường bùn và tuyết đã đổ sập xuống khu vực Azaz. Tiếp sau đó, tuyết lại lở khi đội cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm 18 người bị mất tích, trong đó có 8 binh sĩ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết, một cây cầu treo bị sụp đổ vào 7 giờ sáng qua theo giờ địa phương ở khu vực West Deptford thuộc địa phận bang New Jersey, đúng lúc đoàn tàu chở hóa chất Vinny độc hại và dễ cháy đi qua. Nhiều toa tàu đã bị hất xuống dòng sông Delaware. Tuy chưa có con số cụ thể về những người bị thiệt mạng, nhưng đại diện của bệnh viện Underwood Memorial cho biết có hơn 20 người đã phải nhập viện do khó thở. Hiện các trường học và công sở gần nơi xảy ra vụ tai nạn đã tạm thời phải đóng cửa vì sợ bị nhiễm độc. Nước sông nơi các toa tàu và xe rơi xuống cũng phát hiện có các hóa chất độc hại. Giới chức Congo cho biết bão lớn đã khiến một máy bay vận tải bất ngờ lao xuống sân bay Brazzaville ở thủ đô Cộng hòa Congo, làm toàn bộ phi hành đoàn và khoảng 30 người dưới mặt đất thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 20 người khác cũng đã bị thương và đã được chuyển tới các bệnh viện gần đó. Chiếc máy bay nói trên đã trượt khỏi đường băng, đâm vào nhiều ngôi nhà và một quán bar trước khi lao xuống vực sâu rồi bốc cháy. Hiện tại, các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong xác chiếc máy bay đã bị biến dạng vì hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Trận động đất và sóng thần xảy ra từ gần 2 năm trước không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và tàn phá một phần đất nước Nhật Bản, mà còn khiến khoảng 1,5 triệu tấn các mảnh vỡ bị cuốn vào Thái Bình Dương. Một phần không nhỏ trong đó đã đọng lại trên bãi biển Kamilo của Hawaii, nơi bị nhiều người gọi là bãi biển bẩn nhất thế giới, đe dọa đến môi trường sinh thái nơi đây. Lâu nay, bãi biển Kamilo là điểm dừng của khoảng 20 tấn rác bị các dòng chảy cuốn từ đại dương vào bờ. Trong đó, ước tính có vài tấn là những mảnh vỡ trôi dạt từ Nhật Bản sau đợt động đất và sóng thần hồi đầu năm 2011. Trên chặng đường trải dài 16 km này, có đủ các loại rác thải, từ những vật dụng nhỏ như lưới đánh cá, phao, chai lọ, đến cả các thiết bị trong gia đình như chiếc tủ lạnh này. Nhiều thứ vẫn còn nguyên những dấu vết của Nhật Bản. Những mảnh vỡ đã làm thay đổi môi trường sinh thái của bờ biển và ảnh hưởng đến cuộc sống của các loài động vật hoang dã trong khu vực. Chúng tôi tìm thấy nhiều mảnh nhựa trong bụng các loài cá mà chúng ta vẫn thích ăn như cá hồi và cá ngừ. Ngoài ra, 100% các con chim bị chết khi mổ ra đều có nhựa ở trong bụng. Với khối lượng rác lớn nằm trải dài hàng trăm km giữa Hawaii và Trung Mỹ, bãi biển Kamilo vẫn được biết đến như một bãi rác lớn của đại dương. Chưa dừng lại ở đó, nhiều nhà khoa học lo ngại rằng đây mới chỉ là khởi đầu của quá trình các mảnh vỡ từ đợt sóng thần Nhật Bản trôi dạt vào bờ. Và nó sẽ trở thành một cảnh tượng phổ biến hơn ở vùng biển này trong vài tháng hay thậm chí là vài năm tới. Tại Australia, một quy định mới về việc sử dụng bao bì thuốc lá bằng đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12. Với quy định này, chính phủ Australia hy vọng có thể hạn chế việc hút thuốc lá xuống mức thấp nhất có thể. Bắt đầu từ ngày hôm nay, các bao thuốc lá bày bán tại Australia sẽ được đựng trong những bao bì bằng đồng có in những cảnh báo cùng các hình ảnh minh họa ảnh hưởng nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đến sức khỏe con người. Chính phủ Australia cho biết họ đang cố gắng làm cho việc hút thuốc lá trở nên kém hấp dẫn nhất có thể. Ước tính những thay đổi trên sẽ làm cho tỷ lệ người hút thuốc lá trong nước giảm từ 15% xuống còn 10% trong vòng 6 năm. Việc thay đổi bao bì đã có tác động đến người hút thuốc. Nó làm cho việc hút thuốc kém hấp dẫn hơn và đó là mục đích chính của quy định này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy tỷ lệ người hút thuốc lá xuống thấp hơn nữa. Nếu có thể ngăn chặn những thanh niên trẻ hút thuốc lá, thì nghĩa là chúng ta đã tặng cho họ một món quà về thời gian sống. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng luật quy định in các hình ảnh hoặc nội dung mô tả ảnh hưởng của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người, đồng thời hạn chế hoạt động xây dựng thương hiệu hoặc cấm một số khẩu hiệu nhất định. Tuy nhiên, các luật quy định của Australia được coi là khắt khe nhất thế giới. Chính phủ Australia cũng đang kêu gọi các quốc gia khác áp dụng quy định tương tự. Hiện số người hút thuốc lá chiếm 17% dân số của Australia. Với mức thuế cao nhằm ngăn chặn việc hút thuốc, một gói thuốc lá được bán lẻ ở Australia với giá khoảng 17 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 350.000 đồng tiền Việt Nam.
Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống đầu tiên của tháng 12 năm 2012, cũng là bản tin đánh dấu tròn 3 năm chương trình nhật ký cuộc sống xuất hiện trên kênh VTC14. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những khán giả đã dõi theo bản tin trong suốt 3 năm qua. Còn bây giờ, chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.